Quang Bảo xin được chào mừng quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Quang Bảo đang trên đường đến để gặp gỡ nhân vật vô cùng đặc biệt. Và chúng ta hãy cùng xem nhân vật đó là ai quý vị nha. Xin chào em. Chào Nam. Chắc này em không biết anh là ai đúng không? Anh giới thiệu với em, anh là Quang Bảo. Anh là Quang Bảo dẫn chương trình Hạt Giống Âm Nhạc. Hôm nay là anh sẽ gặp em để mà chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ rất là có nhiều cái hộp quà bí mật để đưa em đến những cái câu chuyện cũng như những cái thử thách mà chương trình sẽ đặt ra dành cho em. Nhưng mà trước khi mà tặng quà cho em thì anh muốn trò chuyện với em chút xíu. Trước tiên là có lẽ là phải chúc mừng em vì bài hát Chí Phèo. Em được sự công nhận không chỉ là của khán giả thôi mà của còn của giới chuyên môn nữa. Từ lúc đó tới bây giờ, cuộc sống của em như thế nào, có thay đổi gì nhiều không? Thực chất thì chắc chắn là có thay đổi. Nhưng mà thay đổi theo chiều hướng đi lên. Tốt lên và nó có nhiều cái thay đổi về cái cách nhìn của mình trong cái nghề của mình nữa. Đi hát nó có vẻ nó chuyên nghiệp hơn, khá là áp lực hơn. Có thêm nhiều những kỹ năng khác. Wow. Còn em là chỉ là ở Đắk Lắk thôi mà đúng không? Không, gốc ba mẹ em thì ở Quảng Nam. Đúng chỗ mì Quảng luôn rồi. Em sinh ra lớn lên thì ở Đắk Lắk. Thế thì sáng ngày hôm nay là coi như là em ăn sáng xong, thường là em sẽ làm gì? Một cái ngày lịch trình làm việc của em là em sẽ làm những gì? Em thì em mới vào công ty. Cho nên là anh biết anh Nguyễn Hải Phong đúng không? Anh biết. Sản xuất nhạc, sáng tác. Em sáng tác nhưng mà đúng không? Rồi, như vậy là sau khi mà đã ăn một cái tô mì Quảng rất là ngon và đã nạp đầy đủ năng lượng rồi thì ngay bây giờ sẽ là phần thú vị đầu tiên của chương trình. Nam có thể mở ra để xem trong đó là gì. Có nhận ra được không? Lấy ra luôn thử coi. Cây trứng cá nhà em đó vậy? Vậy là mọi người về nhà em hả? Không, nó mới về nhà em. Thế sao có cây trứng cá? Ủa, cây trứng cá thì nhiều chỗ có mà. Chỉ cần đi ra ngoài bước là có thôi mà. Chứ đâu chỉ đi xa xôi như vậy. Tại nhà em có cây trứng cá. Thử hình dung lại và miêu tả cho anh coi coi là cái khung cảnh nó như thế nào. Cái cây, hai cái cành chỉa vậy nè. Nằm xuống vậy nè. Nằm xuống cầm cái bút viết. Lâu lâu có tái nào chín là bốc không phải ăn. Không biết xong cái súng lấy cây đàn guitar mình rải theo mình hát theo cái mình mới biết á. Cơ duyên nào đưa em đến với em nhỉ? Cái hồi đó thì em vào thì có một thầy thầy ở cấp 2 á thì tổ chức văn nghệ. Em hồi đó thì cũng thích hát nữa. Em nhớ là kiểu như là lúc mà mới vô nhận lớp á thì ai biết hát thì hát bài hay gì đó. Coi như là vô tình. Vô tình. Hồi đó thì em cũng đang mông lung á, không biết là mình thích cái gì, cái nghề gì. Trong khoảng thời gian mà học ba thì tham gia chương trình nào em cũng thấy vậy. Và kết quả làm sao? Hình như là rớt ngoài vòng gửi xe hết. Em nhớ cái lần đầu tiên mà em đi thi á là cũng háo hức lắm. Đi lúc 7 giờ sáng mà biết tới như chắc 10 giờ tối em mới được thi. Trời, mình thấy là ủa sao mà người ta đông em nhiều. Kinh khủng vậy. Ca hát mà em cứ nghĩ là ví dụ trong trường thì chỉ có bao nhiêu người đam mê cái hát đó thôi. Khi mình bước ra thì mình mới thấy ô nhiều quá đúng không, nó kinh khủng quá. Ban đầu mình mới thấy mình nhỏ bé, mình nhỏ xíu trong trường thì mình thấy mình hơn ghê đó. Nói chung là khoảng thời gian đó em vẫn có đi hát cà phê. Đa phần là ngày nào đi hát cà phê mình hát acoustic đó. Hồi đó thì có một cái quán mà bọn em tới hát mà không có khách luôn, hát có nghĩa là hát nguyên đêm vậy đó. Thì bây giờ chỉ có một mình chị chủ quán, chị ngồi chị coi vậy đó. Xong cái nhưng mà đến cuối thì chị gửi thùng xăng cho anh em về đến 100 ngàn. Hai đứa về, em nhớ là
bao nhiêu tiền ba đứa? 100 ngàn. 100 ngàn ba đứa. À, từ đó bắt đầu là nó trở nên nó mạnh dạn hơn. Trong cái dần dần. Nhưng mà vui là được sống với đam mê của mình. Tại vì ngày hôm nay anh sẽ đi nguyên một ngày với em để hy vọng rằng là sẽ biết được là em sẽ như thế nào. Đây, đây là đâu? Đây, đây là phòng bàn. Thì bây giờ đây là một cái món quà tiếp theo. Ok anh. Mời em mở ra. Quà nhiều ghê á. Ngày hôm nay nhận được bao nhiêu quà rồi? Nhận quà thì đâu có xài được đâu. Wow. Nào, mở ra coi là cái gì? Chí phèo. Yep. Wow. Chí phèo. Những cái khoảng thời gian mà em đi hát cà phê á thì đa phần em có hát những bài em sáng tác. Thì khán giả, khách, người ta nghe người ta rất là thích. Em đợi lâu lắm mới sân bay xong mới về Việt Nam. Lúc đầu thì em háo hức lắm, mình muốn lên sân khấu lắm. Mình muốn thể hiện cho mọi người nghe, à đây là bài hát của tôi, đây là những giai điệu của tôi. Cá tính của mình đây nữa. Là giọng hát của tôi. Là em nghĩ là mọi người sẽ, bên giám khảo sẽ bấm. Em nghĩ là chắc chọn cho vui lúc cuối nữa mà. Xong rồi khi xuống họp rồi mọi người họp thì bắt đầu cảm giác nó lúc mà về á thì em vẫn cảm giác nó bị nguôi ngoai cái cảm giác đó là à thôi mình cứ tham gia đi tới đâu tới. Mình không có đặt độ tự tin nó lên cao giống như ban đầu nữa. Lúc đầu á thì em thi thì chị Thu Minh á chỉ là cố vấn của đội Quân Hải Phòng. Dạ. Thì chị có tư vấn cho em là viết bài chị giàu. Em cũng tính viết rồi đó. Em suy nghĩ lại. Thôi bây giờ chắc chị giàu viết mình không nhớ thì sao mình viết. Xong rồi chị sao mình chuyển qua bài mà em nghĩ là tác phẩm mà em nhớ nhất. Thì mình viết nó dễ đến người ta hiểu hơn. Cái ca từ mình đưa ra thì người ta vẫn hiểu. Lần này nó viết bài chí phèo. Đôi khi chính từ những cái cảm giác của mình, những cái suy nghĩ tích cực của mình mà đã giúp cho cái tác phẩm này nó gần gũi hơn với lại khán giả và đặc biệt là rất nhiều người yêu thích. Nhưng mà để mà tiếp tục nữa thì em nghĩ là em phải tập luyện thêm rất là nhiều nữa. Và ngày nào là theo như anh biết em có tên cũng phải tập luyện đúng không? Thì có một cái phòng sáng tác riêng, studio. Đây. Studio B. Đây là studio. Hello. Hello mọi người. Chào mọi người. Giới thiệu mọi người đây là anh Quang Bảo. Chào mọi người. Hôm nay có cuộc hành trình với em. Em nghe sư phụ. Anh Phong rồi, chào anh Bảo kìa. Em chào anh Phong. Chào Bảo nha. Dạ, em chào anh Phong. Hôm nay là Bảo đi theo Nam để chứng kiến công việc của Nam phải không Bảo? Dạ đúng rồi anh, tụi em đi coi là hạt giống âm nhạc sẽ phát triển như thế nào ạ. Thì may quá là hôm nay anh có một nhiệm vụ giao cho Nam với team. Dạ. Thì có gì em sẽ cùng trải nghiệm với mọi người nha. Dạ dạ. Ok Nam ơi. Dạ. Cái bài hát bây giờ chúng ta làm là nó không phải là cho người lớn hát như cái bản cũ nữa mà sẽ là bài hát cho thiếu nhi đó. Dạ. Nhạc con nít hát á. Dạ. Thì nó nhạc con nít thì các bạn biết rồi, nó chỉ là những cái đoạn ngắn rất là dễ hiểu, không có đặt cái suy nghĩ của người lớn vào. Dạ. Giai điệu dễ hát đúng không? Đi lên. Giai điệu dễ hát. Bắt kịp pha rồi nó rất là đơn giản thôi ha. Không có thách thức, không có chiến đấu được quá khó khăn. Rồi chúc mọi người hoàn thành nhiệm vụ tốt nha. Rồi chào Bảo nha. Bảo. Dạ rồi em chào anh Phong. Dạ. Trải nghiệm tốt. Ok bye. Dạ cảm ơn Phong. Dạ. Dạ. Ok chứ. Thôi cái này là nhiệm vụ này là ngoài tầm với của Bảo ơi. Dạ. Chắc là họ sẽ đi ra ngoài để cho mọi người tập trung làm việc. Nói chung mình cứ đi vay, nói chung là kiểu làm cho nó nhộn nhịp cho nó lộ đèn thôi, đừng đi vay. Tâm xong rồi tâm đã không không nó có cái tương phản vô. Cô đến nhà chơi hôn con vài nơi, nâng niu bàn tay con không thích mà gì vậy, không muốn tài gì á, không làm được mà. Thì con không muốn như thế đi, với lại một cái là con tự làm được mà. Không là không đừng có làm như thế. Hello nè, mấy lô mọi người. Sao rồi? Anh Bảo.
Tới đâu rồi? Ngủ ngon không? Xong melody. Đang làm lời. Đang trong giai đoạn khó khăn. Làm lời nữa hả? Không là không, không là không, ta 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 ta. Rồi, anh nghĩ là bây giờ là gửi cho anh Phong cái đi rồi đi ăn được rồi. Dạ dạ dạ. Nam ơi. Nam ơi. Dạ. Ôi trời mừng quá. Trời. Đi đâu mà thở dữ vậy? Mà. Cao dữ vậy Nam. Hả? Em ở tới lầu 3 là. Lầu 3 thôi đó. Thì mình tưởng lầu 8 chứ. Nam ơi vô nhà. Đây là phòng của em á hả? Phòng em. Dạ. Tính ra cũng gọn dữ ha. Ở quá trời vậy luôn. Tính ra là anh nghĩ là nếu mà để làm việc tốt thì phải ở một công căn phòng như thế này, sạch sẽ, thoáng mát rồi này nọ. Yên tĩnh. Nhưng bây giờ là ở mình. Dạ ở mình. Buồn không? Buồn chứ. Nói chung là cũng có buồn nhưng mà nó có cái không gian để mình làm việc hơn. Và chỉ có cái tivi rồi nọ, máy tính nọ nữa thì có máy tính. Có máy tính hả? À vậy cũng được. Thôi, được rồi, coi như là anh tới đây để anh biết coi như là cái không gian sống của em như thế nào. Dạ. Như khán giả cũng sẽ thấy được rằng không gian sống của Công Nam như thế nào. Dạ. Bây giờ thì anh sẽ có một cái món quà. Quà nữa hả? Ngày này hôm nay là nhiều quà rồi mà chưa cái nào mà gọi là xài được hết. Đây món quà này nặng nè, em thấy không? À cái này luôn hả? Không, ý là cái bên trong này thôi chứ không có cái này. Cái này của anh. Thì ngồi xuống đây coi nè. Đó. Quen không? Nhà em mà. Cái khung cảnh này quen không? Đó. Chừng đây là cô đã gánh đi chợ cô bán mì rồi nè. Cô gánh đi. Tại vì gánh anh Đào với biết ngờ là cô đã gánh anh đi. Đường khó đi. Thì hội thi văn hóa nhà bên xã tổ chức cạnh thi cho xã. Hồi nhỏ thì nói chung là cái cuộc sống ở đây, quê hương ở đây thì là vất vả. Rồi học hành nuôi con thì chú rồi rẫy nương cũng có nhiều lắm chứ, rồi cũng bán ruộng bán rẫy rồi để nuôi con theo cho các con nên người. Con không lớn nhưng mà với cái giai đoạn là vợ chồng của chú thì cực, cái niềm hạnh phúc của chú là cái tâm của chú là mau trao cho các con đều có cái chữ có nghĩa hết. Dù có cực máy vậy chồng chú vẫn làm được. À, thì sự mà đam mê của Công Nam là hồi nhỏ rồi đi hè ca hát cũng có nền năng khiếu hồi nhỏ rồi từ tiểu học á, thì lúc đó thì có cái ông là thầy Hiếu là cũng dạy cho bên ông nhà cho cháu Nam. Bước đầu vào trường thì nói chung sự đam mê của cháu cũng có nhiều cái phát vả, là anh đi thi ví dụ như là chương trình nhân tố bí ẩn nè, rồi tôi là người chiến thắng nè, nói chung là cũng bị trượt nhiều. Có nhiều lúc cô cũng kêu thôi, tại vì mỗi lần mà lên thi là tự nhiên cô sợ đủ thứ, sợ mà rớt thì cũng tội mà đạo cũng hồi hộp. Điện biểu là thôi chắc con đừng đi thi cái nghề đó nữa. Mỗi lần đi thi là cũng mình cũng sợ chứ con, sợ cho con mình không biết rồi cũng không đạo rồi cũng rang đáy. Không có suy nghĩ chuyện kia hay không, mình cứ nghĩ thế thôi. Sợ đủ thứ sợ hết. Phản còn nhỏ nữa đi vô. Nam nó đi có 18 tuổi mà nhỏ lắm con, nó nhỏ không phải như họ. Rồi đi vô ở rồi kiểu như so phương nữa, mình thấy mình lo sợ đủ kiểu ấy. Mà cứ đi hót ban đêm đi kiếm tiền, cứ đi cứ ra đi. Có hồi đi được có mái đồng bọt mà không ân đi. Biết cũng hai điện về nú má rồi đó. Cũng là đi để ân đi kiếm tiền và ân đi với bọn bè rồi đó. Mà vẫn đi hát. Là hắn vẫn đi hạ. Cái con đường mà ca hát này á thì thực sự mà nói rất là vất vả. Thì anh mong cho em á là phải cố gắng hết sức để thực hiện cái đam mê của mình. Đi được tới đâu thì hay đi tới đó thôi. Chứ cũng không biết được nó sẽ như thế nào. Cô tự cô sợ thôi chứ cô không nghĩ là cái chuyện là ngày mai đây là con mình có thất bại nữa không. Cứ sợ thứ thôi chứ không có sợ chi. Con mình rang đáy rồi không có bùng có bỏ hạt không, rồi không biết rồi có tiếp tục để đi hạt để ngày mai đang có trưởng thành nữa hạt không, hắn cứ bị thất bại biết là không phải suy sụp chứ con, đừng nói cũng phải rước thôi chứ cô cứ sợ rước thôi, nhưng mà cô cũng cầu mang ra cho con, cô cũng thành công thôi. Công Nam thì nói chung là cũng còn non trẻ,
một con đường yêu âm nhạc thì là tốt rồi đó, nhưng mà cái sự may mắn cùng năm đi tới cho chồng cho cháu đó là gặp may mắn là chú rất là mỏi nguyện để ý chú là vậy. Chẳng qua là con mình đi là mình hay đi thôi, chứ còn mình không biết nó đến đâu thì cô cũng chưa hiểu được. Cháu đã có sự đam mê rồi thì chú dứt khoát chú cũng không thể nào buồn, chú động viên nữa thắc bà là tên mình ông nhà thi cái này không được thì thi tiếp, bởi vì đam mê của cháu quá đi là mạnh nên là chú phải động viên tiếp. Vì cháu cũng nhỏ mà thì này, đường của cháu đi thì hắn cùng rất quá xa thì chú vẫn động viên. Con Nam nhà anh nó giỏi hơn anh nhiều chứ. Hồi anh 23 tuổi anh còn đang là sinh viên, ba mẹ phải gửi tiền cho nó đi học mà. Anh ấn tượng nhất á là cái thời gian mà Nam đi hát phòng trà, các phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh á, rất là vất vả, nhưng mà như thế thì anh cảm thấy rất là tự hào về một đứa em của mình. Quá giỏi. Nó tự nó lo được bản thân cho mình rồi, nó vừa theo đuổi được cái đam mê của nó nữa. Cô chưa bao giờ nói là con cứ nghĩ là để cho con lồn tự do đó là được chạy ra được thành đánh đau thì đánh cho con thôi, chứ còn nói mà biểu con chưa biết con có thành công hoặc không thành công nên cô chưa nói được. Chứ còn con mình mà đã bị thất bại thì đường môn mình cũng phải biểu gì với mình chứ con. Nhưng mà mình cũng chưa giống núi mãi cái cao nó được. Có cực khổ bao nhiêu mình cũng vẫn ung dung mới vượt lại chính mình. Theo ý chủ về tiếng là bạn. Có cực, nhiều lúc cực mà cô cũng đâu có phần nào với con cố. Để làm răng cho con mình nó đi học. Chứ không mà mình phần nào là đâm ra cái chỗ mà suy nghĩ ở nhà ba mẹ mình cực quá mà mình chỉ cứ đi học nếu là không có tiền. Đi lồn thêm làm bớt vẫn bỏ trâu công việc hạt nên là cô không bao giờ có cực, cô cũng không nói im biết cho dù mình có không có mình đi mượn cũng không nói với con nói lẫn lo. Cô cũng khuyên thôi thì con có hạt nghề chi thì cho chắc chứ không đừng có lồn mà lương ương có rồi bữa xa rồi không có ngành có nghề để mà có tương lai thì cứ nghĩ cứ nói với bán nữa thôi. Bà với má thì cũng không biết có gì hơn, chúc con tức là trên con đường nó gặp nhiều may mắn và thành công theo ý muốn của mình là ba cũng mãn nguyện lắm rồi. Ôi, em cảm ơn mọi người nhiều, trời có công dài chạy với quê quay mấy cái này đúng không ạ. Anh xúc động nhất là lúc mà mẹ nói là dù có thất bại như thế nào, dù có đi môn làm gì thì làm, trở về nhà thì lúc nào ở nhà cũng có gia đình, cũng có cha mẹ. Ngày hôm nay đi cũng nhiều rồi, tập luyện rồi cũng bị thử thách bởi anh Nguyên Hải Phong, rồi cuối ngày về coi cái clip như thế này nữa. Nhưng mà anh vẫn muốn em á biết là em có đầy đủ những khả năng để thành công, nhưng mà bây giờ mình thử nhìn vô trong máy đi, mình nói một điều gì đó với cha mẹ. Ba mẹ đừng có lo cho con nữa, con chỉ mong sao Ba má luôn nhiều sức khỏe, gia đình nhiều sức khỏe. Anh 4, anh 3, anh 2. Nói chung là hy vọng một ngày nào đó thì con sẽ cố gắng để làm ba mẹ tự hào hơn nữa trong tương lai. Và hy vọng một ngày nó sẽ tới. Và con xin chúc cho ba mẹ luôn thật nhiều sức khỏe và thương yêu các con. Có một điều mãi mãi không đổi thay, có một điều mãi mãi không đổi thay, có một điều mãi mãi không đổi thay, mẹ yêu con. Con yêu ba mẹ vô cùng.